thân mến, chào các bạn. Hôm nay Peter rất hân hạnh được mời đến dự một cái triển lãm của hội nhiếp ảnh PSCVN. Hội nhiếp ảnh PSCVN này là Peter hồi xưa cũng là một trong những người hội viên, và Peter cũng đi sáng tác rất là nhiều ảnh với lại bạn bè từ năm 2000. Tới nay là năm 2015 thì hội đã tổ chức được rất là nhiều những cái lớp nhiếp ảnh miễn phí cho tất cả mọi người, ai muốn tham dự đều tham dự được hết. Và một trong những cái hay của hội là sau khi mà dạy học xong á, thì hội tổ chức những cái ngày, những cái buổi triển lãm như ngày hôm nay đây hoàn toàn miễn phí để cho bạn bè thân hữu tới để chúng ta thưởng thức những cái tấm ảnh đẹp của hội. Thưa các bạn, là trước mặt Peter đây, Peter muốn giới thiệu cho các bạn chú Ban. Hiện bây giờ gọi là chú Ban nhưng mà thật sự chú Ban là bác sĩ Ban, đã về hưu cũng khoảng 10-15 năm nay rồi. Thì chú Ban hiện bây giờ là hội trưởng của hội PSCVN, và Peter muốn chú Ban có một vài lời giới thiệu với các bạn chúng ta ở bên Việt Nam về vấn đề nhiếp ảnh ở bên Mỹ này. Xin chào tất cả quý bạn ở bên Việt Nam. Tôi là bác sĩ Ban, giống như là Mạnh Hưng đã nói. Thật tình ra khi mà chúng tôi vào hội đó thì Mạnh Hưng là ông thầy của tôi rồi. Tôi đã học hỏi nơi Mạnh Hưng, biết thơ đó rất nhiều điều, và nhờ vậy mà tôi mới có cái sự đam mê trong nhiếp ảnh. Thì hội nhiếp ảnh PSCVN, gọi là Photographic Society of California for Vietnamese. Mạnh Hưng đã là một giảng viên và cũng là một người đã có công ở trong cái website của hội PSCVN. Hội nhiếp ảnh này là một hội ảnh vô vị lợi, là NPO đó. Hội này tổ chức chụp ảnh, tổ chức cho những học viên nào mà muốn học về ảnh. Tính cho đến nay được đúng ra là 17 năm, nhưng mà về kỹ thuật số thì được 15 năm nay rồi. Thì chương trình học của chúng tôi dạy cũng như là giống như những chương trình khác thôi, thì có phần lý thuyết và có phần thực hành. Phần lý thuyết thì học về lễ nhiên là học về cách dùng máy ảnh, cách bố cục, cũng như là đi ra ngoài thực tập. Và chúng tôi cũng dạy về Photoshop hoặc là Lightroom cho những người nào muốn học. Thì chương trình của chúng tôi thường gồm có một khóa như vậy, có 3 lớp: lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Lớp 1 thì nhấn mạnh đến vấn đề kỹ thuật nhiều hơn. Qua lớp 2 thì chúng tôi nhấn mạnh đến về mỹ thuật, nghệ thuật nhiếp ảnh, và làm sao mà có thể nhìn được một cái tấm ảnh đẹp ra ngoài, làm sao mà có thể tìm ra, thấy được những cái ảnh đẹp, và học về cách bố cục luôn. Và cái lớp 3 thì chúng tôi dẫn học viên đi xa. Tôi đi ra nhiều tiểu bang ở ngoài California. Những tiểu bang mà chúng tôi thường hay đến là Arizona, cách California cũng khoảng chừng hơn 1.000 cây số, hoặc là đi qua ở Utah cũng khoảng 1.500 cây số như vậy. Và chúng tôi dẫn học viên đi học, và ở đó cho họ có những cái cơ hội chụp, đi tìm những ảnh đẹp để cuối năm thì họ tổ chức. Như hiện tại bây giờ chúng tôi có khoảng hơn 87 tấm ảnh dưới nhiều thể loại khác nhau, đủ thứ hết, nào là phong cảnh, nào là chân dung, tĩnh vật, vân vân, mà chúng tôi hiện nay đang trưng bày ở tại hội trường Báo Người Việt ngày hôm nay. Cảm ơn chú Ban rất nhiều đã chia sẻ các bạn ở Việt Nam, và nhất là những hội ảnh ở Việt Nam.
những cái sinh hoạt về nhiếp ảnh của bên Mỹ này. Thì thưa các bạn cũng biết là nhiếp ảnh là nó bao phủ tất cả mọi nơi. Chúng ta ai mà chơi nhiếp ảnh thì cũng rất là dễ làm bạn với nhau. Thì và nhiếp ảnh cũng là một trong những cái vấn đề là chia sẻ. Như các bạn cũng đã biết là Peter đã bỏ rất là nhiều thời giờ ra để chia sẻ những cái hiểu biết của mình. Vì thật sự thì Peter cũng là học lại của rất là nhiều. Thì mình chơi nhiếp ảnh, mình chia sẻ cũng là một trong những cái hay. Mời chú Ban có một vài lời thêm. Chúng tôi cũng mời quý bạn ở bên Việt Nam, nếu có cơ hội qua đây liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể dẫn các bạn đi ở những nơi đẹp, danh lam thắng cảnh của nước Mỹ. Và cũng xin giới thiệu với quý bạn là chúng tôi được phép Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ PSA tổ chức một cuộc thi quốc tế, triển lãm thi ảnh quốc tế. Thì mời các bạn bên Việt Nam tham gia, tại vì chúng tôi biết các bạn có rất nhiều người, có nhiều nhân tài về nghệ thuật nhiếp ảnh. Cho Peter hỏi thêm với chú Ban là cái tổ chức mà cuộc thi PSA này có được công nhận của PSA của Mỹ hay không, hay là mình tự ra tổ chức? Thì xin chú Ban nói thêm, và chú Ban có thể nói là thể lệ và đi lên cái website ở đâu để mà tham gia cái vấn đề này. Và thưa các bạn biết là PSA là một trong cái hội mà Photographic Society of America lớn nhất của Mỹ. Và đây là cái hội PSCVN là đã được PSA chứng nhận cái này. Thì thật sự là một cái vinh dự, và xin chú Ban nói thêm về vấn đề này. Kỳ thi triển lãm thi ảnh quốc tế do Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ này là cho phép PSCVN đứng ra tổ chức. Đây là một sự cho phép thật tình, chứ không phải là chúng tôi tổ chức với danh nghĩa là của PSCVN. Và tất cả những giám khảo là do những hội viên, những giám khảo của Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ đứng ra họ chấm. Và cũng như là những bằng cấp đều có giá trị do Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ chấp nhận hết. Xin cảm ơn chú Ban rất nhiều. Và thưa các bạn, đó là những vài lời phát biểu của hội trưởng, đó là chú Ban. Và người kế tiếp Peter muốn giới thiệu với các bạn là một trong những người bạn của Peter. Hồi xưa giờ anh học rồi, nhưng mà anh giỏi quá cho nên bây giờ anh là giáo viên, người truyền đạt. Mình nói giáo viên thì nghe lớn quá, nhưng mà mình cứ nói là truyền đạt, chia sẻ những cái hiểu biết của anh lại cho những người mới. Xin giới thiệu với các bạn là anh Daniel Phạm. Và nếu mà các bạn muốn coi hình Daniel Phạm thì lên Facebook và search cái tên Daniel Phạm và add, thì ảnh có rất là nhiều hình độc đáo. Ảnh chụp đủ thứ, nhưng mà nếu mà hình mà model thì phải nói ảnh là số 1 ở đây. Xin vài lời giới thiệu và cho anh Daniel Phạm nói một sơ sơ về hội. Hello, tổng chào tất cả quý vị và các bạn đam mê nhiếp ảnh. Daniel thì cũng mới tham gia cái hội nhiếp ảnh này năm 2007 thôi, một thời gian ngắn. Thì lúc khi vô thì Daniel gặp được cái cô hội trưởng là người sáng lập viên ra cái hội PSCVN này á. Thì cô đam mê nhiếp ảnh, và lúc đó là cô cũng chỉ chụp mấy cái người mẫu ca sĩ này thôi. Daniel đi theo rồi cái bị vướng đầu gia đình cái là cũng mê luôn. Thì bây giờ hiện thời đến bây giờ thì Daniel vẫn còn sinh hoạt với hội, nhưng mà chỉ đến giúp giảng dạy về chân dung này kia. Còn cái đam mê chính của Daniel là đi chụp show và chụp hoa hậu, áo dài, mẫu, mặc đồ, không mặc đồ, cái gì cũng có hết. Thì đó là cái đam mê chính của Daniel. Thì quý vị nào, các anh chị em mà bên Việt Nam qua đây mà có cái ý thích mà muốn chụp những cái người con người mẫu Mỹ, Việt, tất cả các dân tộc, mà muốn chụp ít vải thì liên hệ với Daniel sẽ cố gắng giúp quý vị. Rồi, cảm ơn.
Thưa các bạn, thì anh Daniel, ảnh là một nhiếp ảnh gia cũng lâu rồi. Ảnh thì thật sự ảnh chụp nhiều thể loại, như nãy Peter cũng đã nói. Nhưng mà ảnh rất là, sau này ảnh nghiêng hẳn về model portrait. Thì sau đây mình nói chuyện nhiều nhưng mà mình không xem hình thì kỳ quá. Thì vì anh Daniel là người hướng dẫn trong lớp về vấn đề ánh sáng, studio và model, cho nên xin anh Daniel dẫn Peter đi vòng vòng và chỉ những cái tấm hình mà anh Daniel đã hướng dẫn các bạn trong lớp. Và như các bạn cũng biết đây là sau khi mà mình xem, các bạn sẽ thấy những cái hình rất là độc đáo, rất là đẹp. Rồi, ok, cái con mẫu này, dạ, con mẫu Belen Costco. À, cái con mẫu này thì tụi này sẽ đắp vào trong studio cho học trò chụp. Tại vì có một số người thì họ đam mê chân dung, một số thì họ thích phong cảnh, tức là mỗi một người họ có một cái ý thích riêng. Thì cái người này thì anh ta rất là thích về chân dung, thì đây là một trong những cái hình đã chân dung. Dạ, yeah. Rồi. Nổi lạc của kia chữ đen, anh rất giỏi, có một kiến thức sâu xa về nhiếp ảnh cũng như là Photoshop. Ok. Rồi cái cô người mẫu trên đó, cái tự bức tranh này tên là Đôi Mắt của anh Charlie Bùi. Thì cái con người mẫu này tên là Ira, cô là người Liên Xô. Cô cũng là một trong những cái hoa hậu. Thì tất cả các anh chị em ở trong hội học viên của PSCBN thì bây giờ có may mắn là tại vì Daniel đi chụp show nhiều nên tất cả những người mẫu mà mang đến cho hội chụp toàn là hoa hậu không à. Con này là hoa hậu của năm 2015. Có tên là Area. Rồi kế đến là cũng là một cái hình nữa của anh Charlie Bùi. Cái cô này là con người châu Mỹ Latin, cũng rất là dễ thương. Cô cũng là hoa hậu của bên người Mexico, gốc Mexico. Rồi xuống dưới là chúng ta lại trở về với xa xưa, là con người mẫu này tên là Michelle Ngọc Nguyễn. Cái bộ đồ mà quý vị thấy cô ta mặc đó là Daniel, chính bản thân Daniel đến về Việt Nam đi mua mặc bộ đồ áo tứ thân, đã mua tài gốc luôn ra ngoài miền Bắc á. Rồi đúng vậy thưa các bạn, là anh Daniel có về Việt Nam cách đây 3 năm và cũng đi chụp hình với Peter khắp nơi. Hình như là cái bộ đồ này chắc phải ở Việt Nam may mới được đúng không? Đúng. Ok, đã hỏi thêm là khi mà mình mướn những cái model mà chụp như vậy á, là mình phải trả tiền cho họ đúng không? Bình thường thì quý vị phải trả tiền cho các con người mẫu, còn những cái con người mẫu mà đến giúp Daniel đây là có cái sự trao đổi. Daniel phải chụp hình riêng cho họ và đưa hình riêng cho họ, nên khi họ đến giúp cho hội, họ làm mẫu cho hội, không bao giờ họ lấy tiền. Những cái người mẫu mà Daniel mang lại họ không bao giờ lấy tiền. Xin nói tí nữa là ở đây ngày hôm nay có hình nào của Daniel không? Nếu mà có hình Daniel thì Daniel là thầy rồi, đâu có được chưng những cái hình chung với lại những ok. Ngày hôm nay là mình triển lãm bao nhiêu ảnh của bao nhiêu học trò? Bữa nay là chúng ta có khoảng 129 ảnh của 26 nhiếp ảnh gia tổng cộng. Được không anh? Chuyện nhỏ. Em chỉ có thích như vậy thôi. Ok, để Peter đi vòng vòng và quay một vài cái đoạn nữa và để tìm những người đã có chia sẻ trong lớp để cho chia sẻ cái video này cho các bạn ở Việt Nam xem.